Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian OCR 5003, một mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Gian, cấu hình cao, giá rất là hợp lý, đang bán tại cửa hàng em với giá là 8,8 triệu. Các bác có một chiếc xe đua thương hiệu Gian, thương hiệu rất là tốt và được chạy một bộ chuyển động Shimano Claris, cấu hình cũng tương đối cao trong cái tầm giá. Nhôm là bộ phần khung của chiếc xe là từ nhôm sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Bộ phần khung dây nó chạy âm sườn nhôm hiệu Gian. Giờ các bác chơi xe thì cũng đã có thể biết được cái thương hiệu Gian này, kể cả những người ít tiếp cận với xe đạp thì cái thương hiệu Gian này nó gần như là thương hiệu quốc dân tại thị trường Việt Nam, rất nhiều người sử dụng. Nó đã nổi tiếng thế giới về những chiếc xe đạp mà có cái khung viền thì nó là chắc chắn bậc nhất thế giới. Thương hiệu Gian. Phần ghi đông của chiếc xe đồ là nguyên bản Gian, tay lắc được trang bị là tay lắc Claris thế 8 số bit nên là 2 tương đương với cả 8 tầng lip và 2 tầng đĩa. Con xe có 16 tốc độ khác nhau. Bánh 700C Mayer Gian nguyên bản. Nó phanh 3 mảnh. Và chủ xe đã nâng cấp lên bộ yên lốc. Đó, thương hiệu phụ tùng cũng rất là nổi tiếng. Xe đạp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Sai xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, rồi khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Cửa xe thừa cho các bác đi từ khoảng 1m364 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Sử dụng bộ ba rút để chuyển động Shimano Claris 16 tốc độ, nguyên 8 lít 2 đĩa. Giới thiệu qua cho các bác mẫu xe đạp Gian OCR 5300, đang bán tại cửa hàng em mức giá là 8,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.